Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Cái này là bay vừa đúng không? Hay là bay cao? Đây là cao hả? Sao em thấy bay cũng thấp mà ta? Mình đang có một cái hành trình ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Và cuối cùng là ngâm chân dưới suối. Thích quá. Tại vì hôm nay em đi cả ngày dài á, nực quá. Chỉ mong chờ thấy suối rồi ngâm cái chân xuống thôi. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Hen đang ở suối của vườn quốc gia Cát Tiên. Và mọi người có thể nhìn thấy xung quanh đây. Cái điều mà làm cho Hen cảm thấy rất là vui đó là không có rác. Giống như là mình sẽ đi vào những con suối khác hoặc là một cái khu du lịch sinh thái nào đó, mọi người hay dục rác bừa bãi. Nhưng mà riêng ở cái khu mà Hen đang ngồi ở đây nè, Hen không có thấy rác. Điều đó làm cho Hen cảm thấy rất là vui. Và mình luôn giữ cái tinh thần này. Và đi tới đâu mình có ăn bất kỳ một cái gì đó, mình hãy vứt rác đúng nơi quy định. Thậm chí là nếu như mà không có cái thùng rác ở các vị trí mà mình đi, mình hãy xách và mang về dục rác ở tại nhà mình nha. Hen nghĩ là đây là cái điều mà để những cái lúc như vậy này, mình quay lại, mình nhìn thấy. Giống như bản thân Hen khi mà nhìn thấy không có rác, mình cảm thấy rất là vui. Kiểu như cảm giác là vẫn còn hoang sơ, vẫn còn tự nhiên đó. Tất cả mọi thứ là mình có thể tạo ra được những điều đó và gìn giữ được những điều đó. Nên là Hen cũng như tất cả mọi người hãy luôn lưu ý là mình không dục rác bừa bãi nha, để cho môi trường của chúng ta luôn luôn sạch và đẹp như thế này. Hen ngồi đây mát lắm. Và cảm ơn mọi người đã đến đây tham quan và du lịch và không vứt rác. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Cái này là bay vừa đúng không? Hay là bay cao? Đây là cao hả? Sao em thấy bay cũng thấp mà ta? Chuồn chuồn nhiều ghê đúng không? Chuồn chuồn mà nhiều như vậy là lâu lắm rồi đó. Chà chà cái chân y chang kiểu bà ngoại dạy ngứa chà với đá. Chắc kiểu da chết ở chân mình nhiều á, nó ngứa. Mình chà vào mấy cái này nó đã ngứa ghê luôn. Rồi khi anh thấy em trong tay của người khác ấy, anh buông tay và để em đi. Xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ gì. Thì anh cứ đi đi, anh cứ xem. Sao mình cứ hát bài này hoài ta?